Trời đất ơi, anh đã bảo rồi, kể cả có đi tù lâu thế nào đi chăng nữa thì cái đẳng cấp của anh ấy nó vẫn ở một cái tầm chất. Rồi, làm gì có thằng nào mà đủ thông minh nghĩ ra một cái cách như thế được, đúng không? Rồi, cỡ này ấy, anh cũng phải thuộc top nhất Việt Nam nha. Đúng không? Đúng ngu. Có mỗi tí việc mà làm không xong. Mày mang đống rác rưởi nào về đây thế này? Không thể nào như thế này được. Rõ ràng là em đã tính rất kỹ. Và người giao hàng cũng là người của mình. Thì không thể nào đây là hàng giả được ạ. Lần sau trước khi làm việc lớn thì chơi ít đồ thôi. Đây rồi. Dừng. Anh, còn chuyện nào quan trọng à? Bố mày cần mày phải dặn à? Mày không thiếu thốn tình cảm bao giờ thì mày làm sao mà mày hiểu được? Bắt con. Anh ơi. Chào em. Bạn em bị làm sao đấy? Có cần anh giúp đỡ gì không? Anh ơi, nó uống say quá anh ạ. Anh ơi, sao cái chỗ này vắng thế nhở? Em gọi mãi chẳng được cái xe nào cả. Đúng rồi, ở đây làm gì có xe. Khu này bọn anh bao hết rồi. Hay là nếu mà không phiền thì để anh đưa cả hai chị em về. Ui, thế thì tốt quá anh ạ. Em cảm ơn anh nhá. Ừ, đi, nào, mời hai em lên xe. À, đúng rồi, đây, để anh đỡ bạn em cho. Ui. Này, bạn em xinh thật đấy. Cưng quá cơ. Lấy làm toàn mùi hồng xiêm. Đi nào. Ôi trời, anh ơi. Em quên đổ quán mất rồi. Anh chờ em một chút nhá, em qua lại em lấy ạ. Em chịu khó nhá, cứ đi lâu thì đi. Nào, lên xe nhá. Đây, dựa vào anh. Anh ơi. Em à. Tự nhiên em lại bắt được xe rồi anh ạ. Anh đỡ bạn em hộ em vướng đấy. Này. Đây. Đây. Ôi. Đang thưởng thức âm nhạc. Ok, em cảm ơn nhá. Anh ơi, thế hôm nào rảnh em và anh đi nhậu sau nhá. Em cảm ơn nhá. Con vợ này ảo thế nhở? Cái thằng taxi mất cả miếng ăn của bố mày. Anh, bọn em xong việc rồi. Cảm ơn anh nhá. Biến đi. Chó này mày chơi bố mày à? Quả ốc lợn không thèm chấp. Thôi, bớt gây gỗ đi. Tất cả chỉ là một phép thử. Nhưng mà thắng áo, mày đừng quên là anh Long vì sao phải đi tù. Và nếu như anh Long không nhận hết tội về mình, mày có được ra sớm như vậy hay không? Nên từ nay về sau, trước khi làm việc gì, suy nghĩ cho người khác một chút. Đừng để sự hy sinh của anh Long là vô ích. Dạ em hiểu. Em sẽ sửa dần dần. Chuyến hàng lần này sẽ được chuyển trực tiếp từ bên kia về. Và sẽ được chuyển theo hai đường, để tránh sự theo dõi của cớm, và cũng là tránh tổn thất. K3 báo cáo, sắp có một chuyến hàng lớn được chuyển về Việt Nam.